adenylin, adenylin gì đó. À, ví dụ như cái quinin với quinidin đó là một cái cặp độc phân có ở trong vỏ cankina đó các chị. Công thức phân tử, khối lượng phân tử giống như hình nhau. Cấu trúc hóa học nó chỉ có khác một cái là một cái nhóm thế là nó ở cái nhóm thế nó gắn vô là vị trí alpha, cái là vị trí beta, tức là cái trên mặt phẳng với dưới mặt phẳng thôi. Còn cái khác là nhóm hình nhau hơn. Thì lúc đó thì cái tên của nó sẽ gần gần với nhau rồi. Thì ở đây thì nói luôn ha, là nếu đúng là mình bị hóa khi mình ghi những cái tài liệu tiếng Việt á, thì cái chữ alkalic các chị phải sửa là chữ K hoặc là chữ C, hay chữ T, cái đuôi không có chữ E. Còn nếu như là những cái bài báo tiếng Anh á, xin lỗi, cái chỗ này phải có chữ E nha các chị, thì chữ K, chỗ này là chữ K chứ không phải là chữ C ha. Rồi, và tên của những cái chất alkalic cụ thể, ví dụ như morphine, benzoin, cocaine gì đó, caffeine gì đó, thì các chị sẽ thấy là nó có chữ E cái phút cuối cùng. Thì nếu như các chị copy từ cái bài báo tiếng Anh rồi vô cái bài của mình thì các chị phải bỏ những cái E cuối này đi, việc hóa đó. Thì đây là trong trường hợp mà các chị làm những cái bài báo cáo sau này á, không riêng gì trong dược liệu mà tất cả những cái bài báo cáo kiểm nghiệm, dược lý, dược lâm sàng, dược vậy hết, là khi các chị việc hóa thì các chị bỏ cái đuôi E cứ sao đi. Rồi bây giờ mình quay lại cái chỗ mà đặt tên. Rồi, vậy thì đầu tiên là đặt tên là cái đuôi là cái chữ in. Và cái alkaloid của mình nó sẽ được đặt tên khi được tìm thấy. Có thể là từ cái tên của cái cây mà người ta tìm thấy cái chất đó đầu tiên từ cái cây đó. Thì cái tên nó có thể là tên chi, nó có thể là tên loài. Các chị nhớ tên khoa học của một cây nó bao gồm có hai thành phần. Cái phần đầu là tên chi, cái phần sau là tên loài đó. Thì alkaloid được đặt tên theo tên chi hoặc là tên loài của cái cây đó, hoặc là có thể là liên quan tới tác dụng. Tại vì trong một cây người ta có thể tìm thấy nhiều alkaloid nhưng mà chỉ có một. Mà nếu như là lấy cái tên của cây đó đặt rồi bây giờ thành phần thứ hai được tìm thấy thì sao? Thì người ta có thể đặt tên từ cái tác dụng của nó, hoặc là có thể là từ cái người được tìm, người tìm thấy cái thành phần đó. Rồi bây giờ đây là một vài ví dụ về cái tên của alkaloid. Cái chữ strychnos là tên khoa học của cái gì các chị? Strychnos bobica là mã tiền, đúng rồi ha. Và từ đó người ta có cái alkaloid có tên là strychnine. Và vì strychnine được đặt dựa theo tên chi nha của cái cây mã tiền. Tương tự beberin, các chị biết beberin không? Beberin thì bữa mình khu vực lớp mình có học những thứ dược liệu không ta? Là các chị học trong dược liệu nào? Vàng đắng, đúng không? Rồi, nhưng mà thực ra đầu tiên cái beberin không phải được tìm thấy từ cái cây vàng đắng đâu. Một cái cây thuộc cái chi beberis, cây vàng liên. Cho nên là nó được đặt tên dựa theo cái tên là beberis đó. Rồi, stemonin là từ cái cây stemona. Tuberosa là cái gì hết các chị? Apple. Thôi các chị không cần ghi đâu. Các chị biết stemonin là từ cái stemona mà ra thôi. Thì nó cũng là từ tên chi nha. Rồi, rotundin là từ cái chữ từ cái rotunda là tên loài hay tên chi? Loài. Stephania rotunda là cái gì các chị? Là cái bình bôi nha. Rồi, thì lúc này rotundin được đặt theo là tên loài nha. Cụ thể là cái loài rotunda của cái chi Stephania. Thực ra bình bôi nó có nhiều loài được sử dụng làm thuốc đó. Rồi, serpentine là từ cái serpentina của cái cây rauvolfia là cây ba gã đó các chị. Rồi, bắc cắt tin là được đặt tên từ cái tên loài bacata, một cái cây thông đỏ, taxus bacata. Các chị có nghe nói tới thông đỏ chưa? Thông đỏ là người ta xuất lấy cái gì ta? Có cái chị taxon đúng không? Các chị thấy taxus rồi taxon đó nha. Thì đầu tiên cái chất đó người ta đặt tên là taxon nha. Cái tắc nó hơi khác. Alkaloid chúng ta có thức bằng inidin không, mà tự nhiên taxon nó thì không có in trong đó. Thì tắc đó là xuất phát từ cái chữ là taxus, tên
tinh chi của cây thông đỏ. Rồi hoặc là có thể từ tác dụng là emetin là từ cái tác dụng nó là cái nôn có tác dụng gây nôn, hoặc là bromicin cũng là tác dụng gây nôn, đến đọc cái từ Latin hoặc là tiếng Anh ha. Rồi fibrinogen thì đó là cái tác dụng là hạ sốt các chị. Cái từ tiếng Anh nó là fibrinogen gì đó các chị. R-A-L đây nè, Ga nè, thì ở đây chỗ này các chị thêm chữ L nữa, thì đó là cái tác dụng hạ sốt. Rồi curarin hay là supercurarin thì đây là cái alkaloid được tìm thấy từ cái curarin là cái mà người ta dùng cái này ở trong Mỹ đó, các chị, những người ở dân da mà da đỏ ở trong Mỹ á, người ta dùng cái curarin này để người ta tẩm vô cái tên để người ta đi sẵn tắm thì nếu mà con thú mà nó bị trúng cái tên này thì thường là nó chết rất là nhanh, và cái đặc điểm là cái thịt của nó vẫn mềm, khi nó đã chết rồi nó mềm chứ nó không có bị to cứng lại. Thì cái thành phần trong cái tên độc này đó là cái curarin. Thì nếu như mà mình mà bị trúng độc này á các chị thì cũng chết rất là nhanh ha, và cái cơ nó không có bị cứng mà nó vẫn mềm. Rồi mật pin với acrobin thì ở đây người ta đặt tên là cũng có liên quan tới tác dụng. Cái tác dụng nổi bật của mật pin ở đây đó là tác dụng gây ngủ, gây ngủ. Acrobin thì ngoài cái việc mà bình thường mình nói là nó giảm độc tử gì đó thì tụi mình thấy thì nó cũng vẫn có thể gây tử vong ha. Thì từ cái đặc điểm tác dụng đó thì người ta mới liên tưởng đặt tên, thì liên tưởng tới gì, đây là tác dụng gây ngủ thì đặt tên dựa vô cái tên của cái vị thần đó là Morpheus, là cái thần giấc ngủ, thần giấc mơ đó. Thì đây có cái hình minh họa cho các chị trong thần thoại Hy Lạp đó các chị. Morpheus là cái vị thần giấc mơ chịu trách nhiệm về cái giấc ngủ của một người đó, ác mộng hay là mộng đẹp thì là do ổng hết. Đây cho nên là cái mọt phim được đặt tên dựa vô cái tác dụng và cái vị thần đại diện cho cái tác dụng đó là từ cái chữ Morpheus mà ra. Rồi còn cái atropin đó các chị, thì cái chữ atropin nó được đặt tên dựa vô tác dụng và có liên quan tới cái nữ thần tên là Atropos. Thì nữ thần Atropos này là một trong ba chị em nắm giữ vận mệnh cuộc đời của một người. Thì ba chị em này ngồi rảnh mà có chuyện gì làm thì một chị là cầm cái cuộc chỉ, và cái cuộc chỉ đó là biểu thị cho cái cuộc đời của một người. Thì bà cứ ngồi, rồi cái bà chị thứ hai á thì cầm cái sợi chỉ cứ cầm rồi xe rồi cầm cái thước đo gì đó rồi thích. Cái bà chị thứ ba này nè, cái người thứ ba này là Atropos này nè, thì sao các chị? Cầm cái kéo cầm cái kéo cắt cái sợi chỉ cuộc đời của ta, thích cắt chỗ nào là cắt chỗ đó. Cho nên là coi như đây là cái người nắm giữ vận mệnh, quyết định là cuộc đời của một người đã kéo dài bao lâu. Thì cái Atropos được đặt tên dựa vô cái người mà cầm cái kéo đó các chị. Đây slide này các chị học hết nè. Cái cách đặt tên thứ ba có thể dựa vào tên của cái người tìm ra cái giả cà lý đó. Ví dụ như đi công ty đó, từ thuốc lá là được đặt tên từ cái người có tên là Nicot hoặc là Pelletieri, cái chất có trong cái quả cao các chị thì được đặt tên Pelletier là một nhà khoa học người Pháp và cũng là tác giả này cũng là người đã tìm thấy cái strychnine trong cái cây cỏ tiền đó các chị. Rồi vậy thì ở đây á tên thì người ta có thể cái phần này cũng dễ học à, đâu có khó đâu ha, nhưng mà các người ta hỏi thì thí dụ nha, strychnine được đặt tên dựa vào, có thể hỏi là dựa vào gì? Dựa vào tinh
tên loài, B là tên chi, C là tác dụng, D là tên tác giả. Thì các chị chọn nào? Rồi vậy thì không hẳn là chỉ biết là nó là từ tên thực vật không, mà còn phải cụ thể là từ tên chi hay tên loài nữa. Rồi đó là một ví dụ của cái hình thức cho đề ra ha. Còn cái cho chị không thì tôi ký nha. Rồi thì nãy này tôi mới nhắc với các chị đó nha, ngoại lệ thì tắc xôn. Tắc xôn thì giờ nó là tên biệt dược ha. Thì trước đây cái chất này được tìm thấy bởi viện nghiên cứu ung thư Hoa Kỳ ha, thì cũng tốn nhiều tiền của nhiều lắm rồi ha. Thì sau đó là mới tìm ra được cái chất ở trong cái vỏ thân của cây thông đỏ. Thì đây là hai loài mà người ta thường dùng để người ta chiết xuất lấy taxon, Taxus terifolia và Taxus pacata. Hồi nãy nói với các chị đó, hai cái chi Taxus nè. Rồi thông đỏ thì đây là cây thuộc hàng hạt trần ha. Cái này mình hay kêu là quả nhưng mà thực sự nó không phải là quả ha. Cây này nó đâu có quả đâu mà nó là hạt ở phía trong. Rồi nó có cái phần áo hạt ở bên ngoài. Cái áo hạt này nó không bao bọc hết lấy cái hạt, giống như là cái nhãn ha. Cái thịt nhãn của mình là áo hạt đó, nó bao bọc hết nguyên cái nhãn luôn. Còn này thì nó chỉ hơi hơi thôi. Và khi chín thì nó cũng mềm, màu đỏ ha. Cho nên người ta kêu là thông đỏ. Rồi thì cái từ cái vỏ thân của các loài thông đỏ này thì người ta đã chiết xuất ra một chất. Đầu tiên thì khi chiết xuất ra người ta chưa biết được cấu trúc của nó đâu nha. Thì người ta đặt tên là taxon nha. Và taxon nó có thể hiện cái tác dụng độc tế bào và có cái triển vọng trong việc điều trị ung thư nha. Thì sau đó thì người ta mới xác định được cấu trúc cấu trúc hóa học thực sự của nó nha. Là đây cấu trúc hóa học thực sự của nó nè, cũng khá là phức tạp đang đang chị. Rồi và lúc này thì cái tên của nó được đặt cụ thể cho cái chất này đó là oxytocin. Cho nên là sau này nếu mà các chị thấy ở trên cái hộp thuốc taxon đó, tên taxon là tên biệt dược, thuốc này là của hãng Bristol Myers Squibb đó, thì các chị sẽ thấy là cái hoạt chất của nó là oxytocin. Và đây là một cái thuốc mà có tác dụng điều trị ung thư gì các chị nhớ không? Các chị biết không? Ung thư biểu mô ở vú và ở phổi. Rồi thì đó là trường hợp đặc biệt ha, bắt đi tắt xe là đặt tên không có theo nguyên tắc là nuôi là in ha. Cái đầu tiên là cái taxon đó người ta tìm thấy trong cỏ thân của cây thông đỏ, nhưng mà cũng éo le lắm anh chị, là một cây thông đỏ mà 100 năm tuổi thì thu được khoảng là tôi nhớ là khoảng 3 ký cỏ thân thôi, mà phải cần tới 1.250 ký mà vỏ thân cây thông đỏ thì mới thu được là 10 gram tắc đi tắc xem. Và các chị thấy trồng cây trăm năm đâu có phải là ít đâu đúng không, mà phải tới 1.250 ký vỏ thì mới là thu được phân lập rồi này nọ gì đó ra được 10 gram tắc xôn. Thì các chị thấy là nếu như mà chỉ từ một cái nguồn là vỏ thân của cây thông đỏ thì chắc là tiêu diệt hết những cây thông đỏ trên trái đất này không biết cứu được bao nhiêu người, số lượng người bị bệnh ung thư là không đáng kể nếu như mà mình chỉ dùng từ cái nguồn thiên nhiên đó. Thì khi mà người ta đã tìm thấy được cái hoạt chất này rồi thì người ta mới tìm cách là coi ngoài cái vỏ thân thì còn có cái bộ phận nào nó có thể có cứu được cái đó hay không, thì cũng có rất là dễ. Nhưng mà sao các chị, vỏ thân lấy cây cũng chết, rễ lấy cây cũng chết ha, rồi xong rồi phải trồng lại biết mất tiêu bao nhiêu thời gian. Thì người ta tiếp tục tìm những cái bộ phận khác, thì trong những bộ phận khác nó không có cái tóc đi tóc xem, nhưng mà nó có cái thành phần mà nãy các chị thấy tóc cắt tim đó. Tóc cắt tim là đâu phải là tóc son đâu, đâu phải là tóc đi tóc xem đâu, nhưng mà cũng là có ở trong cây thông đỏ mà nó có lá. Thì từ tóc cắt tim nó cấu trúc nó không có phải là của tóc son nhưng mà nó tương tự. Và từ đó người ta sử dụng cái nguồn đó để làm bán tổng hợp, để lấy bán tổng hợp thành ra là tóc xôn. Thì rau, xin lỗi lá, thì người ta nói giống như rau vì đó thu hái xong rồi cây nó không có chết đúng không, và tiếp tục nó ra lá mới. Thì đó cũng là một cái một